Vậy thì đi tìm điều kiện xong rồi Làm sao ta đi tìm nghiệm Thì ra làm sao Vậy ta qua một cái ví dụ tiếp theo Đó là Ví dụ số 2 Đi tìm tập nghiệm của bất phương trình X 3 Căn mặt 2 của X 4 Chia căn mặt 2 X 4 Để hơn 3 Vậy trước khi giải bất phương trình Cô luôn luôn nhắc các em rằng là Phải đi tìm điều kiện xác định của nó Vậy ý đầu tiên ta phải nói điều kiện của nó là mẫu số này nằm trong căn này x 4 lớn hơn 0 và x lớn hơn 4. Bắt đầu ta mới đi giải. Vì ta thấy có căn bậc 2 của x 4 ta rút gọn đi. Vì nó đã khác không rồi. Rút gọn thì ta còn lại bước phương trình là x 3 bé hơn 3. Như vậy là ta giải ra được là x bé hơn 6. Vậy các em nhìn xem, lúc nãy cô đã hướng dẫn ôn lại cho các em rồi đó. Các bạn thì nhanh thì không sao, bạn nào chậm thì cô có thể dễ dàng hướng dẫn cho các em nhắc lại này. Hôm nay nhắc, hôm sau không thèm nhắc đâu nhé. Từ 4 đến cộng vô cực, vẽ nó ra nè. Nhỏ hơn 6 này. Vậy thì ta lấy nghiệm của nó, đi từ đâu? Ta lấy là phần chung vừa nhỏ hơn 6 vừa lớn hơn 4 này. Về ta lấy khoảng từ 4 đến 6 Vậy ta kết luận rằng là tập nghiệm của nó đi từ 4 đến 6 Là khoảng từ 4 đến 6 Đó là tập nghiệm của bất phương trình